Xin chào các bạn, thì cái clip này thì mình xin giới thiệu các bạn một cái cách để xóa các thông tin tìm kiếm trong Facebook và trong YouTube. Thì ví dụ như chúng ta đánh vô đây tìm kiếm một cái trang nào đó hoặc một cái tên gì đó thì nó sẽ lưu lại cho chúng ta để chúng ta mai mốt không phần nó nhớ lại trong cái khe nhớ của nó. Thì nếu mà một số vấn đề mà chúng ta không muốn cho biết thì chúng ta có thể xóa cái quá trình mà tìm kiếm này đi bằng cái cách là chúng ta đăng nhập vào Facebook với tài khoản của mình và chọn vô setting đăng ký hoạt động. Thì đây nó sổ ra này, thì mà bạn chọn cái khác này, xuống cái tìm kiếm. Thì đây nó hiện ra các thông tin tìm kiếm cho các bạn kể từ khi các bạn dùng Facebook tất cả. Để muốn các bạn muốn nó xóa đi thì nhấn như đây và xóa. Xóa đi. Xóa đi. Rồi các thông tin nào bạn muốn xóa thì các bạn có thể nhấn như đây và xóa. Nếu mà các bạn muốn xóa một lần hết luôn á thì các bạn có thể chọn ở đây, xóa các tìm kiếm này. Xóa tất cả từ trước đến giờ. Nhấn như đây xóa. Xóa hết luôn. Không còn gì nữa. Còn đối với bên YouTube, nếu mà các bạn nào dùng tài khoản á, bên YouTube ấy, thì các bạn có thể làm như sau. Các bạn đăng nhập vào tạo tài khoản YouTube mà mình muốn xóa cái lịch sử mình xem hoặc lịch sử tìm kiếm. Rồi bạn sổ này xuống. Sổ này xuống. Xuống lịch sử này. Rồi đây nó sẽ nó đưa ra cái lịch sử mà mình đã xem. Xem một video clip và cái lịch sử tìm kiếm nữa. Để bạn muốn xóa tất cả lịch sử tìm kiếm thì bạn vô đây hoặc là bạn nhấn vô đây xóa từng cái. Đây mình xóa hết đi. Hoặc sang bên này, lịch sử xem nè. Đó. Các bạn muốn xóa thì xóa tất cả ở đây hoặc là xóa từng cái ở đây. Đó. Xóa hết đây. Thì các bạn xóa như này để có mục đích là ví dụ như một người nào đó mình ngồi trong máy tính, người ta có thể là những vấn đề mà mình không muốn cho người ta biết thì người ta có thể xóa lịch sử đi. Xin chào các bạn nha và hẹn các bạn ở clip sau.